Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Trong video hôm nay, AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị chương 5 và chương 6 của cuốn sách kinh điển về đầu tư Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 5 Nhà đầu tư phòng vệ và cổ phiếu thường, những ưu điểm đầu tư của các cổ phiếu thường. Đây là một trong những chương quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc đầu tư vào cổ phiếu thường, đặc biệt là đối với nhà đầu tư phòng vệ. Mở đầu về cổ phiếu thường. Chương này bắt đầu bằng việc phân tích tình trạng của các cổ phiếu thường trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Sau Thế chiến thứ hai, sự giảm giá của cổ phiếu thường đã tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư. Trong lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách năm 1949, Graham nhấn mạnh rằng cần thêm một phần đáng kể cổ phiếu thường vào danh mục đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cổ phiếu thường bị coi là mang tính đầu cơ cao và không an toàn do sự biến động lớn về giá trị làm suy yếu niềm tin vào các chứng khoán vốn cổ đông. Graham đưa ra luận điểm về lợi thế của cổ phiếu thường. Thứ nhất, bảo vệ chống lại lạm phát. Cổ phiếu thường có khả năng bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự xói mòn giá trị của đồng tiền do lạm phát, trong khi các khoản đầu tư cố định như trái phiếu không cung cấp sự bảo vệ này, cổ phiếu thường lại giúp duy trì và thậm chí tăng giá trị đầu tư trong thời kỳ lạm phát. Graham nhấn mạnh rằng cổ phiếu thường là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống lại lạm phát vì giá trị của chúng thường tăng cùng với sự gia tăng của hàng hóa và dịch vụ. Thứ hai, tỷ suất sinh lợi cao hơn. Cổ phiếu thường thường có mức sinh lợi trung bình cao hơn so với trái phiếu trong dài hạn. Lịch sử đã chứng minh rằng qua nhiều năm, mức sinh lợi của cổ phiếu thường luôn vượt trội so với trái phiếu. Graham đưa ra nhiều ví dụ cụ thể từ quá khứ để chứng minh cho quan điểm này. Ông giải thích rằng mức sinh lợi cao hơn của cổ phiếu thường không chỉ bù đắp cho sự biến động cao hơn của chúng mà còn giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận cao hơn trong dài hạn. Đồng thời, trong chương này, Benjamin Graham cũng đưa ra cảnh báo về mức giá cổ phiếu cao. Graham cảnh báo rằng lợi ích của cổ phiếu thường có thể bị mất nếu nhà đầu tư mua vào với mức giá quá cao. Ông lấy ví dụ về tình trạng thị trường năm 1929 và sự phục hồi chậm sau đó. Năm 1929, các cổ phiếu thường đã mất đi lợi thế truyền thống ở tỷ suất cổ tức so với mức lãi suất của cổ phiếu và cần nhiều năm để thị trường hồi phục. Ông nhấn mạnh rằng việc mua cổ phiếu ở mức giá hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo rằng nhà đầu tư không bị lỗ khi thị trường điều chỉnh giảm. Graham cũng đưa ra các phương pháp cụ thể để đánh giá giá trị hợp lý của cổ phiếu, bao gồm việc xem xét tỷ lệ P trên E, Price to Earning và các chỉ số tài chính khác. Cuối cùng, Graham đã đưa ra một số quy tắc lựa chọn cổ phiếu thường cho nhà đầu tư phòng vệ như sau. Đa dạng hóa, Graham khuyến nghị nhà đầu tư nên sở hữu từ 10 đến 30 cổ phiếu phát hành khác nhau để đảm bảo đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro từ việc sở hữu một số ít cổ phiếu. Ông giải thích rằng đa dạng hóa không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn tăng khả năng đạt được lợi nhuận cao hơn. Graham cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cách chọn cổ phiếu để đa dạng hóa, bao gồm việc chọn cổ phiếu từ các ngành công nghiệp khác nhau và các công ty có quy mô khác nhau. Chọn công ty lớn, nổi bật và có nguồn vốn thận trọng. Các công ty lớn thường có vốn từ 50 triệu đô la trở lên hoặc doanh thu hàng năm 50 triệu đô la, mang lại sự ổn định. Các công ty nổi bật thường xếp hạng trong khoảng 1/4 hoặc 1/3 từ trên đầu của ngành. Graham nhấn mạnh rằng các công ty lớn và ổn định thường có khả năng chịu đựng tốt hơn trong các giai đoạn suy thoái kinh tế và có khả năng hồi phục nhanh hơn sau các cú sốc kinh tế. Thanh toán cổ tức liên tục. Graham khuyên chọn các công ty có lịch sử thanh toán cổ tức liên tục ít nhất từ năm 1950. Điều này cho thấy sự ổn định và khả năng sinh lợi của công ty. Ông giải thích rằng các công ty có lịch sử thanh toán cổ tức ổn định thường có quản lý tài chính tốt và có khả năng duy trì lợi nhuận trong các điều kiện kinh tế khác nhau. Graham cũng cung cấp các tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ ổn định của cổ tức, bao gồm tỷ lệ chi trả cổ tức và mức tăng trưởng cổ tức qua các năm. Mức giá hợp lý. Nhà đầu tư không nên trả giá quá cao cho các cổ phần để tránh mất các lợi ích tiềm năng. Đây là điểm quan trọng để giữ được lợi thế của cổ phiếu thường so với trái phiếu. Graham nhấn mạnh rằng việc mua cổ phiếu ở mức giá hợp lý là yếu tố then chốt để đạt được lợi nhuận trong dài hạn. Graham nhấn mạnh rằng việc mua cổ phiếu ở mức giá hợp lý là yếu tố then chốt để đạt được lợi nhuận cao trong dài hạn.
ông cung cấp các công cụ và phương pháp để định giá cổ phiếu một cách chính xác, bao gồm việc sử dụng các mô hình định giá cổ phiếu và phân tích tài chính chi tiết. Ví dụ về danh mục đầu tư, Graham thảo luận về việc lựa chọn các cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones và những lợi ích của việc này. Ông gợi ý rằng việc chọn các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng có thể mang lại lợi nhuận cao, ổn định và an toàn hơn cho nhà đầu tư. Các công ty này thường có mức độ rủi ro thấp hơn và tỷ suất lợi tức cao hơn, làm cho chúng trở thành một lựa chọn tốt cho nhà đầu tư phòng vệ. Graham cũng cung cấp các ví dụ cụ thể về các công ty trong chỉ số Dow Jones và giải thích tại sao chúng lại là lựa chọn tốt cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ. Kết luận, chương 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu một phần đáng kể các cổ phiếu thường trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ. Graham cũng lưu ý về tầm quan trọng của việc đánh giá đúng giá trị và không trả giá quá cao để đảm bảo lợi ích dài hạn từ việc đầu tư vào cổ phiếu thường. Ông kết luận rằng việc đầu tư vào cổ phiếu thường là một chiến lược hiệu quả để đạt được lợi nhuận cao và bảo vệ tài sản khỏi lạm phát. Nhưng nhà đầu tư cần phải cẩn thận và có kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu đầu tư của mình. Chương 6. Phương châm phân bổ danh mục đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo, cách tiếp cận tiêu cực. Đầu tiên, Benjamin Graham đưa ra nền tảng đầu tư cần thiết cho các nhà đầu tư mạnh bạo. Nhà đầu tư mạnh bạo nên bắt đầu từ nền tảng giống như nhà đầu tư phòng vệ, tức là phân chia quỹ giữa trái phiếu cấp cao và cổ phiếu thường cấp cao được mua ở mức giá vừa phải. Đây là bước đầu tiên để đảm bảo rằng danh mục đầu tư của họ có sự ổn định cơ bản và giảm thiểu rủi ro. Thứ hai, Graham khuyên các nhà đầu tư mạnh bạo nên mở rộng loại chứng khoán. Nhà đầu tư mạnh bạo cần sẵn sàng mở rộng ra các loại chứng khoán khác. Tuy nhiên, mỗi quyết định mua cần phải có lý do rất hợp lý. Việc mở rộng này giúp họ tận dụng các cơ hội đầu tư tiềm năng nhưng không được thực hiện một cách vội vàng hay thiếu căn cứ. Thứ ba, Graham đưa ra nguyên tắc tránh nhầm lẫn và đảm bảo thành công. Một trong những nguyên tắc quan trọng là đảm bảo không mắc phải nhầm lẫn nghiêm trọng trong việc lựa chọn chứng khoán. Nhà đầu tư mạnh bạo nên tránh xa các loại chứng khoán kém chất lượng, trừ phi chúng được mua với giá rất rẻ, đảm bảo một biên độ an toàn trong đầu tư. Đảm bảo kết quả đầu tư không tồi hơn bằng cách tránh nhầm lẫn nghiêm trọng là yếu tố quan trọng. Nhà đầu tư mạnh bạo cần có thời gian và sự quyết tâm để lựa chọn các cổ phiếu vững chắc và hấp dẫn hơn so với loại thường. Thứ tư là phân tích đầu tư. Phân tích và lựa chọn các chứng khoán phù hợp với khả năng và mối quan tâm của mình là yếu tố then chốt. Nhà đầu tư mạnh bạo phải có kiến thức đáng kể về giá trị chứng khoán và coi hoạt động chứng khoán tương đương với việc kinh doanh công ty. Tiếp theo, Graham đưa ra cách ứng xử với các cổ phiếu thường đối với nhà đầu tư mạnh bạo. Benjamin Graham đề xuất một số chiến lược hành động với cổ phiếu thường cho nhà đầu tư mạnh bạo như sau. 1. Mua tại thị trường thấp và bán tại thị trường cao. 2. Mua các cổ phiếu tăng trưởng được chọn lọc kỹ lưỡng. 3. Mua các loại chứng khoán phát hành dưới giá trị. 4. Mua trong các tình huống đặc biệt. Trong chương này, Benjamin Graham cũng khuyên các nhà đầu tư mạnh bạo nên phân bổ một phần danh mục của mình vào đầu tư trái phiếu. Nhà đầu tư mạnh bạo nên mua các loại trái phiếu có lợi suất cao và được đảm bảo chắc chắn. Chẳng hạn, một số loại trái phiếu tại thị trường Mỹ như trái phiếu New Housing Authority miễn thuế, trái phiếu New Community chịu thuế và trái phiếu công nghiệp miễn thuế. Những loại trái phiếu này không chỉ mang lại lợi suất hấp dẫn mà còn giúp bảo vệ nhà đầu tư trước các biến động của thị trường. Chương 6 của nhà đầu tư thông minh cung cấp một hướng dẫn chi tiết và thực tế cho nhà đầu tư mạnh bạo, giúp họ phát triển một danh mục đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả. Với phương pháp tiếp cận này, Benjamin Graham đã mang đến những chiến lược và nguyên tắc quý báu giúp nhà đầu tư mạnh bạo có thể đạt được thành công trong lâu dài. Phương châm phân bố danh mục đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo không chỉ là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của Graham, mà còn là một bài học quý giá cho bất kỳ ai muốn đạt được kết quả cao hơn trong đầu tư. Hy vọng rằng các anh chị đã có được những thông tin hữu ích từ video này. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người. Và đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để AZFIN có động lực làm thêm nhiều video hữu ích gửi tới quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách của AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích, giúp các anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị có hứng thú với quyển sách này, hãy tìm đọc sách để có những trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã nghe hết video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào
và hẹn gặp lại.